em, trước khi vào tiết ôn tập tiếng Việt hôm nay, thì cô mời các em đến với ca khúc Cả nhà thương nhau nhé. Số 1 đó là ghi lại các từ ngữ đã học trong tiết mở rộng vốn từ theo chủ điểm. Vậy thì những chủ điểm mà chúng ta đã được học đó chính là người ta là hoa đất, vẻ đẹp muôn màu, những người quả cảm. Vậy các em hãy tìm và ghi lại những từ ngữ mà chúng ta đã học ở trong ba chủ điểm này nhé. Cô mời các em thực hiện. Ở chủ điểm người ta là hoa đất, chúng ta có các từ ngữ sau: tài ba, tài giỏi, tài năng, tài trí, tài hoa, tài nghệ, tài đức, vạm vỡ, lực lưỡng, săn chắc, dẻo dai, nhanh nhẹn, cân đối, tập thể dục, đi bộ, chơi thể thao, an dưỡng, nghỉ mát, du lịch, giải trí. Ở chủ điểm vẻ đẹp muôn màu, chúng ta có một số từ ngữ như xinh xinh, tươi tắn, hiểu điệu, rực rỡ, thướt tha, điệu đà, lộng lẫy, thùy mị, dịu dàng, hiền diệu, đầm thắm, đôn hậu, cương trực, tế nhị, ngay thẳng, tươi đẹp, sặc sỡ, huy hoàng, tráng lệ, diễm lệ, hùng vĩ, hoành tráng. Ở chủ điểm những người quả cảm, chúng ta có một số từ ngữ như dũng cảm, anh dũng, anh hùng, can đảm, quả cảm, can trường, gan góc, gan lì, bạo gan, tinh thần dũng cảm nhận khuyết điểm, hành động dũng cảm. Cô xin chúc mừng những bạn đã hoàn thành yêu cầu bài tập 1. Chúng ta cùng đến với bài tập thứ 2, đó là ghi lại một thành ngữ hoặc tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nói trên. Trong ba chủ điểm người ta là hoa đất, vẻ đẹp muôn màu, những người quả cảm thì chúng ta đã được tìm hiểu về một số thành ngữ, tục ngữ như
Chuông có đánh mới kêu, đèn có khêu mới tỏ. Khỏe như voi. Nhanh như cắt. Mặt đẹp như hoa. Gan vàng dạ sắt. Vậy thì những thành ngữ tục ngữ mà chúng ta đã học được trong chủ điểm người ta là hoa đất, đó là những thành ngữ tục ngữ. Người ta là hoa đất, chuông có đánh mới kêu, đèn có khêu mới tỏ. Nước lã mà vã nên hồ, tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan. Khỏe như voi, nhanh như cắt, ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Ở chủ điểm vẻ đẹp muôn màu thì chúng ta có các thành ngữ tục ngữ như mặt tươi như hoa, đẹp người đẹp nếp, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, người thanh tiếng nói cũng thanh, chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu, cái nếp đánh chết cái đẹp, trong mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon. Ở chủ điểm những người quả cảm thì chúng ta có các thành ngữ tục ngữ như gan vàng dạ sắt, vào sinh ra tử. Xin chúc mừng những bạn đã hoàn thành tốt yêu cầu bài tập 2 nhé. Chúng ta cùng sang bài tập thứ 3, chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. Ở bài tập A, chúng ta có các từ như tài năng, tài đức, tài hoa. Và chúng ta sẽ điền vào các chỗ trống sau đây. Một người nhiều chấm vẹn toàn, nét chạm trổ nhiều chấm, phát hiện và bồi dưỡng những nhiều chấm trẻ. Cô mời các em thực hiện. Chúng ta cùng xem đáp án nhé. Một người tài đức vẹn toàn, nét chạm trổ tài hoa, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ. Xin chúc mừng những bạn đã hoàn thành tốt bài tập A. Chúng ta cùng sang bài tập B. Những từ ngữ chúng ta có đó là đẹp trời, đẹp đẽ, đẹp mắt. Và chúng ta sẽ điền vào những chỗ trống sau đây. Ghi nhiều bàn thắng, nhiều chấm. Một ngày, nhiều chấm. Những kỷ niệm, nhiều chấm. Cô mời các em thực hiện. Chúng ta cùng kiểm tra kết quả nhé các em. Ghi nhiều bàn thắng, đẹp mắt. Những kỷ niệm đẹp đẽ. Một ngày đẹp trời. Xin chúc mừng những bạn đã làm tốt bài tập B. Chúng ta cùng sang bài tập C. Những từ ngữ chúng ta có đó chính là dũng khí, dũng sĩ, dũng cảm. Và chúng ta sẽ điền vào những chỗ trống sau đây. Một nhiều chấm diệt xe tăng. Có nhiều chấm đấu tranh. Nhiều chấm nhận khuyết điểm. Xin mời các em thực hiện. Chúng ta cùng xem đáp án ha. Một dũng sĩ diệt xe tăng. Có dũng khí đấu tranh. Dũng cảm nhận khuyết điểm. Xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành tốt bài tập C. Chúng ta cùng đi vào hoạt động 2, đó chính là hoạt động củng cố. Để tham gia hoạt động 2 thì cô mời các em cùng chơi một trò chơi, đó là trò chơi ô chữ. Các em sẽ tìm những từ có các con chữ phù hợp với những câu hỏi sau đây. Một, nhiều chấm, mặt gửi vàng. Chắc các em đã tìm ra được đáp án của mình, chúng ta cùng xem nhé. Chọn, vậy thì chỗ trống chúng ta tìm từ để điền vào đó là từ chọn. Câu 1 có nghĩa là chọn mặt gửi vàng. Câu 2,
nhiều chấm, đánh chết cái đẹp. Vậy thì từ ngữ chúng ta chọn để hoàn thành câu thành ngữ tục ngữ này là từ ngữ nào? Chúng ta cùng xem đáp án nhé. À, cái nết. Câu số 3, ăn nhiều chấm ở lành. Chúng ta cùng xem đáp án. Hiền. Vậy thì từ ngữ chúng ta cần tìm là từ hiền. Câu 4, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người nhiều chấm, nết còn hơn đẹp người. Vậy thì từ chúng ta cần tìm ở đây chính là từ đẹp. Câu 5, nhiều chấm nhà rộng bụng. Vậy từ ngữ chúng ta cần điền ở đây chính là từ hẹp. Câu 6, rồng bay nhiều chấm múa. Vậy từ ngữ chúng ta cần tìm ở đây là từ phượng. Chúng ta vừa hoàn thành những ô chữ hàng ngang và chúng ta xem ô chữ hàng dọc mà chúng ta có được là cái đẹp. Xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành được trò chơi ô chữ. Các bạn hãy về xem lại bài và chuẩn bị bài ôn tập tiết 5 trang 97 nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi. Xin chào tạm biệt và